Sau hơn một năm ngừng thi công toang của Aqua City thì thời điểm hiện tại dự án còn lại gì? Chúng ta hãy cùng nhau cập nhật những cái hình ảnh, những tiến độ của Aqua City trong tháng 12 năm 2023 nha thưa quý anh chị. Chúng ta đang ở ngay khu vực này chính là khu vực quảng trường của Aqua City. Sau hơn một năm thì về cái quảng trường thì hiện tại vẫn còn đang rất là đẹp. Và mỗi buổi chiều thì có khá là nhiều người dân khu vực Đồng Nai đi xuống khu vực Aqua City này, đi xuống khu vực quảng trường để mà chụp hình, hình ngắm cảnh cũng như là check in. Buổi chiều nếu anh chị mà đi xuống khu vực quảng trường này nó sẽ rất là mát nha. Bởi vì cái hướng quảng trường của chúng ta là hướng Tây Nam, một cái hướng đón gió của khu vực miền Nam rất là tuyệt vời buổi chiều. Chính vì vậy mà rất là nhiều người dân sống tại khu vực xung quanh đây thì họ đã đến cái Aqua City mỗi buổi chiều để họ vui chơi cũng như là cho con em ra khu vực này có một cái sân rất là rộng. Riêng cái quảng trường này khoảng cỡ 3 hecta. Và sau hơn một năm ngừng thi công thì thời điểm hiện tại Aqua City có gì mới để Tùng có thể cập nhật với anh chị trong video ngày hôm nay được hay không? Và đây cũng là video cuối cùng cập nhật thông tin tiến độ của Aqua City trong năm 2023. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi vào 2024 khi mà sẽ có những cái thông tin mới vào 2024 nha. Những cái thông tin cuối năm 2023 tôi muốn cập nhật với anh chị video trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là trong tháng 12 năm nay thì chủ đầu tư đang tiến hành bàn giao những căn nhà, tiếp tục bàn giao những căn nhà trong số 752 căn mới được duyệt ổn về pháp lý trong cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm nay. Và chủ đầu tư đang bàn giao những cái căn nhà và thời điểm hiện tại thì các chủ nhân của những căn nhà tại Aqua City hiện tại cũng đang nhận nhà rất là nhiều tại Aqua City hàng ngày rồi nha. Và với cái lượng nhà đang bàn giao được khoảng cỡ tầm hơn 500 căn thì trong sang năm cũng sẽ có một lượng cư dân sẽ về đây để sinh sống. Vậy thì khi mà người dân về đây sinh sống thì chúng ta có những cái gì tại Aqua City rồi? Thứ nhất, chúng ta đã có khu vực quảng trường đã được xây dựng xong. Thứ hai, chúng ta có quán cà phê Findeli, quán cà phê nhà kính rộng và đẹp nhất thành phố Biên Hòa. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ có trung tâm thương mại hoạt động lại trong khoảng cuối tháng 12 năm 2023 này. Đây là một cái thông tin rất là tốt, khi mà trung tâm thương mại được hoạt động trở lại thì sẽ là một cái điểm để mà cư dân ở đây cũng như là những cái người cư dân phía bên ngoài có thể đến khu vực quảng trường cũng như là mua sắm vui chơi tại trung tâm Nova Mall của dự án Aqua City. Và trong khoảng năm 2024 thì sẽ hoạt động toàn bộ lại khu vực trung tâm thương mại của Aqua City, thì đấy sẽ là một cái điểm nhấn giúp cho các anh chị phía bên ngoài cũng như là cư dân có thể có cái nơi vui chơi giải trí và mua sắm ngay tại trong dự án. Còn các vấn đề về trường học cũng như là các cái tiện ích trường học, bệnh viện thì thời điểm hiện tại chưa có cập nhật mới nha thưa quý anh chị, bởi vì hiện tại dự án còn đang trong quá trình gỡ về pháp lý. Thì anh chị thấy rằng là trong cuối tháng 11 vừa qua thì cũng đã có bên trung ương đã có những cái cuộc họp với tỉnh Đồng Nai cũng như là các cái chủ đầu tư tại phân khu C4 của thành phố Biên Hòa, nghĩa là bao gồm dự án là Long Hưng City, Aqua City và Izumi City, để mà tháo gỡ những cái khó khăn, những cái bất cập hiện tại đang còn, các chủ đầu tư hiện tại đang gặp khó khăn ở đây. Bởi vì khu vực này nó sẽ trở thành một cái khu vực mà giúp cho tỉnh Đồng Nai có thể giao thương cũng như là tạo ra một cái môi trường sinh sống đẳng cấp dành cho những nhà đầu tư nước ngoài, những người có điều kiện tại tỉnh Đồng Nai có thể gom về khu vực này để tạo ra một cái cộng đồng văn minh cũng như là tạo ra một cái sân chơi dành cho những cái nhà đầu tư, những giới nhà giàu để mà thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai trong khoảng nhiều năm tới. Bởi vì hiện tại Đồng Nai đang đứng giữa những cái cơ may, những cái cơ hội rất là lớn, và nếu như Đồng Nai không nắm bắt được thì trong vòng khoảng 10 đến 20 năm nữa sẽ là cái sự thay đổi những cái cơ hội của những cái tỉnh khác. Chính vì vậy mà thời điểm hiện tại thì việc mà Aqua City cũng như là Izumi City đang hình thành ở đây sẽ tạo ra những cái mô hình, những cái đại đô thị kiểu mẫu, giúp thay đổi cái sự thay đổi của tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, cái khu vực mà đang được đầu tư công rất là nhiều, bao gồm là cảng biển, sân bay, rồi cao tốc đều về khu vực này. Và anh chị cũng nhìn thấy rất rõ ràng là khi mà đầu tư công đổ về những cái tỉnh này rất là nhiều như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế cũng như là phát triển về công nghiệp,
Và những cái khu đô thị như Aqua City hoặc là Izumi City, nó sẽ tập trung, sau này nó sẽ tập trung là các cái doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp lớn đang phát triển tại khu vực Đông Nam Bộ. Họ hoàn toàn có thể di rời cái trụ sở họ về khu vực này, làm việc, tiếp khách, cũng như là tạo ra cái môi trường sống, môi trường làm việc đẳng cấp. Nó mang tính quốc tế như vậy thì nó sẽ giúp cho tỉnh Đồng Nai dễ dàng hơn trong những cái công cuộc để phát triển trong tương lai. Và anh chị cũng nhìn thấy rằng trong cái thời gian vừa qua thì phía bên Novaland cũng xin tỉnh Đồng Nai duyệt khoảng cỡ 5 bến du thuyền để mà phát triển những cái bến đậu cano du thuyền, cũng như là phát triển thêm cái ngành du lịch ở khu vực dự án Aqua City. Thì đây là một cái điểm nhấn mà chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại trong cuối 2023 thì chúng ta vẫn đang thấy một số cái thông tin tốt của cái dự án Aqua City. Về pháp lý thì anh chị cũng thấy rằng là 752 căn tại Aqua City đã được hoàn thiện về pháp lý. Đây là một cái số lượng rất nhỏ trên tổng số sản phẩm của Aqua City nha thưa anh chị. Nó không đến 1/10 đấy, bởi vì tổng số lượng sản phẩm của Aqua City nó phải dao động trong khoảng tầm 17 cho đến khoảng cỡ tầm gần 20.000 căn nha. Đó, và nghĩa là chúng ta sẽ còn rất rất nhiều các phân khu cần phải được gỡ để mà giúp cho Aqua City tiếp tục xây dựng và hình thành. Nhưng mà quan trọng nhất là 752 căn này thì nó lại nằm gần với khu vực quảng trường, là cái khu vực trung tâm, thì nghĩa là nó sẽ tạo ra điều kiện để cho các anh chị nhận nhà cũng như là sinh sống ổn định tại khu vực này. Và rồi chủ đầu tư sẽ có cái tiền đề để họ tiếp tục phát triển các cái tiện ích để mà phục vụ cư dân tại cái khu vực này nha thưa anh chị. Về giá cả của Aqua City trong hơn một năm vừa qua thì giá đã giảm khá là nhiều rồi. Ví dụ như là các loại sản phẩm hiện tại đang giao dịch thì những cái loại sản phẩm nhà phố trước đây ngang 620, trước đây đang có những mức giá dao động trong khoảng tầm 7 đến 8 tỷ thì bây giờ đã giảm xuống còn khoảng gỡ tầm 5 đến 6 tỷ. Còn những loại sản phẩm mà hiện trước đây đang bán 820, trước đây có những mức giá dao động trong khoảng tầm 9 tỷ, 9 tỷ rưỡi thì bây giờ đang giảm xuống còn khoảng cỡ 6 tỷ 8 đến khoảng hơn 7 tỷ thôi. Với mức giá thành như vậy thì chia theo mét vuông thì nó chỉ dao động khoảng tầm 42, 45 triệu trên một mét vuông. Thì nếu anh chị nhìn thấy là câu chuyện về việc trong cuối năm nay thì luật đất đai sửa đổi cũng quy định rằng là các chủ đầu tư sau này chỉ được nhận tiền cọc tối đa là 5% trên cái giá trị nhà xây dựng. Vậy thì anh chị cứ tưởng tượng rằng là sau này khi mà các cái dự án mới, các dự án mà sẽ phát triển sau này mà họ phải chi trả cái bao nhiêu tiền cho cái việc mà xây dựng những khu đô thị này, khi mà họ không thể nào mà tiếp tục huy động nhiều vốn từ nguồn vốn từ khách hàng được. Ở thời điểm hiện tại thì các chủ đầu tư thường sẽ huy động dao động trong khoảng từ 50 cho đến khoảng cỡ 70% trên cái giá trị hợp đồng. Nhưng mà luật mới ra thì họ chỉ được huy động là 5%. Vậy thì nó sẽ khiến cho cái việc mà chủ đầu tư sẽ phải gánh rất nhiều cái vốn lãi ngân hàng để mà phát triển khu đô thị. Cũng như là nếu như họ không vay ngân hàng thì họ phải có một cái sức khỏe tài chính rất là mạnh. Và tất nhiên là anh chị thấy rằng cái giá vốn đi vào, đầu vào để mà phát triển các khu đô thị thời điểm hiện tại không hề rẻ nữa. Trước đây thì họ có thể mua những cái khu vực, ví dụ như khu vực Aqua City này thì chủ đầu tư ngày xưa họ mua đất của dân trong giai đoạn khoảng 2005-2008 với mức giá chỉ có khoảng cỡ tầm vài chục nghìn một mét vuông thôi. Vài chục nghìn một mét vuông đất nông nghiệp, và sau đó thì họ bán lại cho các chủ đầu tư lớn sau này, trong giai đoạn khoảng 2017-2018. Đấy thì sau khoảng tầm hơn 10 năm thì họ đã nhân hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần cái vốn mà họ bỏ ra trước đây. Đấy, nhưng mà để mà có được cái điều đó thời điểm hiện tại nó sẽ rất là khó. Bởi vì sao? Cái giá đất để mà bồi thường cho người dân nó sẽ không còn vài chục nghìn nữa, nó cũng tăng hàng trăm lần rồi. Nghĩa là thời điểm hiện tại anh chị sẽ phải chi trả cho khoảng tầm cái khu vực này cũng như khu Long Thành nó phải dao động trong khoảng từ 1 đến 1 triệu rưỡi một mét vuông. Đấy, thì anh chị thấy rằng là so với mức giá vài chục nghìn ngày xưa thì nó cũng đã là như thế nào ạ? Nó cũng tăng lên vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần rồi. Đấy, vậy và cái chuyện mà anh chị thấy là cơ sở hạ tầng rồi nhân công lao động, cây xanh rồi tất cả mọi thứ vật liệu để xây dựng lên những cái căn nhà, lên những cái khu đô thị nó đều tăng giá cả. Vậy thì rõ ràng là để mà phát triển các khu đô thị tương tự như Aqua City mà có cái mức giá thành bán ra dao động trong khoảng tầm 4-50 triệu trong cái thời gian sắp tới là điều rất là khó nha thưa quý anh chị, rất là khó.
Nghĩa là các chủ đầu tư họ rất khó có thể bán với mức giá đó được nữa, mà họ phải bán trung bình với mức giá dao động trong khoảng tầm từ trên 50, thậm chí là 70 triệu một mét, 70 80 triệu một mét. Đấy, vậy thì rõ ràng là việc mà cái giá bán ra của các chủ đầu tư sau này nó sẽ không còn rẻ như cái mức giá mà chúng ta có thể mua thời điểm hiện tại nữa, thì liệu chúng ta có thể thua được hay không ạ? Đấy, còn các anh chị mà lo về vấn đề về pháp lý thì anh chị cũng thấy rằng là chính phủ cũng như là tỉnh Đồng Nai đang tích cực để giúp đỡ các chủ đầu tư ở đây giải quyết cái vấn đề về pháp lý, bởi vì rõ ràng những cái khu đô thị này nó có cái tầm quan trọng rất là lớn đối với tỉnh Đồng Nai, và để mà thúc đẩy phát triển được cái tỉnh này ấy, thì cái khu vực này thì nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Đó, không chỉ là lợi ích tạo ra một cái khu đô thị đẳng cấp mà nó còn tạo ra cái nguồn thu nhập tiền thuế từ việc mà buôn bán bất động sản ở đây, cũng như tiền thuế về kinh doanh phát triển ở đây thì tỉnh cũng kiếm được rất là nhiều. Vậy thì tất nhiên là khi mà họ có nhiều lợi ích ở khu vực này thì tất nhiên họ sẽ thúc đẩy để phát triển khu vực này để mà gia tăng cái nguồn thu ngân sách của tỉnh trong tương lai. Và khi mà tỉnh có một khu vực đẳng cấp như thế này không thua kém gì các cái khu đô thị cao cấp khác ở khu vực Sài Gòn, thì chắc chắn là những cái người mà nhà đầu tư đấy, những cái người nhà đầu tư nước ngoài hoặc là những nhà đầu tư tỉnh ngoài thì họ hoàn toàn có thể sinh sống ở Đồng Nai và đầu tư luôn ở Đồng Nai. Còn thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng những nhà đầu tư lớn, những cái người mà có tiền nhiều á, thì thường họ sẽ không ở Đồng Nai mà họ sẽ đầu tư ở Đồng Nai nhưng mà là họ lại ở Sài Gòn. Đấy, công ty ở trụ sở chính họ ở Sài Gòn. Và cái điều này tất nhiên ở ngay ở Bình Dương anh chị cũng thấy rằng là các chủ doanh nghiệp thì họ sẽ phát triển ở ở Bình Dương, nhưng mà thường ấy, thì họ lại gia đình họ cũng như là trụ sở công ty họ thì đều là ở khu vực quận 1, khu vực trung tâm. Đấy, thì tương lai khi mà những khu đô thị này hình thành lên được ấy, nó tạo ra được cái môi trường phù hợp với cái nhu cầu của họ, thì chắc chắn là họ sẽ dịch rời công ty xí nghiệp của họ về trụ sở của họ, nhân viên của họ về những khu như thế này. Đấy, bởi vì nó phù hợp với tiêu chuẩn sống, mức giá thành đối với những cái người dân ở khu vực này hiện tại Aqua City rất là đắt, nhưng đối với những người mà là chủ doanh nghiệp, những người mà có điều kiện thì hiện tại giá của Aqua City rất là rẻ. Đấy, một căn biệt thự ở khu vực này hiện tại bây giờ chỉ có mức giá dao động khoảng tầm hơn 13 tỷ với 300 mét vuông. Thì anh chị nhìn thấy rằng là mức giá chỉ có tầm chưa đến 50 triệu đồng trên mét vuông. Đó, thì mức giá này nó mức giá cực kỳ tốt luôn để mà họ có thể sở hữu thời điểm hiện tại. Và anh chị thấy rằng là câu chuyện là những cái khu đô thị mà được xây dựng bài bản và sẽ có tiện ích cũng như là có mức độ an ninh như thế này, chắc chắn cái người có tiền, những người có điều kiện họ sẽ tập trung về những khu vực này họ ở, bởi vì cái nhu cầu về cái sự an toàn nó rất là quan trọng khi mà chúng ta có tiền. Khi mà chúng ta chưa có tiền thì chúng ta sẽ đánh đổi sức khỏe, đánh đổi thời gian của chúng ta để mà chúng ta kiếm tiền, nhưng mà khi mà chúng ta đã có tiền rồi thì câu chuyện về sức khỏe này, thời gian nó vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà các khu đô thị lớn như thế này tại sao họ có thể bán được giá đắt, bởi vì họ bán được giá cao, bởi vì họ tạo ra được cái giá trị mà những cái người có tiền, những người giàu họ chấp nhận để chi trả để mà họ đi vào những khu vực này. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta chưa có nhiều tiền thì chúng ta sẽ chưa hiểu được câu chuyện là tại sao họ phải sẵn sàng bỏ ra 10 tỷ, 20 tỷ, thậm chí là 5, 7 tỷ để sở hữu một căn nhà như ở trong này. Trong khi họ có thể đi ra phía ngoài xa xa, cách đây ở 5, 7 cây gần khu vực này, thì họ có thể mua được cả ngàn mét vuông để xây một căn biệt thự nhà vườn rồi. Đấy, đây là những hình ảnh mới nhất của Aqua City trong tháng 12 năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.